Kính thưa quý vị, quê hương, hai từ quá đỗi thân thương và thiêng liêng trong mỗi tâm hồn người Việt Nam. Nhạc sĩ Phạm Duy từng viết: "Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời. Người ơi, mẹ hiền ru những câu xa vời. À à ơi, tiếng ru muôn đời. Tiếng nước tôi, tiếng mẹ sinh từ lúc nằm nôi. Thoát nghìn năm thành tiếng lòng tôi, nước ơi." Và trong mỗi chúng ta, những người Việt viễn xứ vẫn luôn đau đáu mỗi khi lòng nhớ về quê hương Việt Nam dấu yêu, như nhạc sĩ Đức Huy từng viết trong nhạc phẩm Đàn Chim Tha Phương. Đàn chim tha phương lạc loài đôi cánh nhỏ, hoài mong ngày trở về tổ ấm. Nhờ mây đưa tin, nhờ giọt mưa đến tìm, hẹn nhau ngày trở về cố hương. Sau gần 50 năm rời xa quê hương Việt Nam dấu yêu, người Việt chúng ta xem Úc Châu như quê hương thứ hai của mình. Và theo thống kê năm 2021, có khoảng 334.781 người Việt đang sinh sống và làm việc tại Úc. Trong đó có khoảng 20.308 người Việt đang sinh sống và làm việc tại Brisbane. Từ trong niềm nhớ thương đó, những thế hệ đầu tiên cho đến thế hệ con cháu ngày nay đã luôn gìn giữ và phát triển những giá trị văn hóa của những ngày lễ Tết của dân tộc Việt. Trong tinh thần quý mến và đáng trân trọng đó, chúng tôi kính mời quý đồng hương cùng đến tham dự chương trình Thánh Nhạc Mừng Xuân Mới với chủ đề Xuân Tha Hương, sẽ được diễn ra vào lúc 7 giờ tối ngày 10 tháng 2 năm 2024, nhằm ngày mùng 1 Tết Nguyên Đán, tại địa chỉ Nhà thờ Tinh Lành Ân Điển Việt Nam Brisbane, để chúng tôi cùng quý vị được tìm thấy một quê hương đời đời ở trên trời, là nơi mà mỗi người thuộc về Ngài sẽ có được một mùa xuân vĩnh viễn trong nước Ngài. Trần thế chẳng phải quê hương, chính tôi đây thân lữ hành. Nhà cha trên nơi thiên quốc chất chứa bao châu báu tôi. Muốn thật hết lòng, thay mặt ban tổ chức, mục sư Trịnh Mỹ Hoa.